Tại xã Cúc Đường, huyện Võ Nhai, đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh gồm đồng chí Nguyễn Lâm Thành, Phó Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội, đồng chí Đoàn Thị Hảo, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó trưởng đoàn chuyên trách đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh cùng các đồng chí trong đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh đã tiếp xúc với cử tri các xã Cúc Đường, Thần Sa. Tại hội nghị, cử tri hai xã kiến nghị đến các đại biểu Quốc hội một số nội dung như cần có chính sách hỗ trợ riêng đối với vùng CT29, tăng mức hỗ trợ đối với người dân, cộng đồng dân cư trong giao khoán bảo vệ rừng, đầu tư mở rộng tuyến đường từ La Hiên đi 6 xã phía Bắc của huyện Võ Nhai. Đại diện các sở ngành và chính quyền địa phương đã trả lời làm rõ một số ý kiến kiến nghị của cử tri.